Chính sách đất đai có hiệu lực từ đầu năm 2023. Từ đầu năm 2023 đến nay, hàng loạt chính sách mới về đất đai bắt đầu có hiệu lực như thủ tục cấp sổ đỏ online, cho phép địa phương quyết định phân lô bán nền, v.v. Hãy cùng Thư viện Pháp luật tìm hiểu ngay sau đây. Chính sách đất đai đầu tiên là việc cho phép địa phương quyết định phân lô bán nền. Nội dung đề cập tại Nghị định 35 năm 2023 có hiệu lực từ ngày 20 tháng 6 năm 2023. Theo đó, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể những khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt, đáp ứng các quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản và các quy định sau. Dự án phù hợp với các cấp độ quy hoạch đô thị đã hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng của toàn bộ dự án hoặc theo phân kỳ đầu tư được duyệt. Việc xây dựng nhà ở phải bảo đảm tuân thủ nội dung và tiến độ thực hiện dự án được duyệt, không thuộc khu vực có yêu cầu cao quản lý về kiến trúc cảnh quan, mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực trở lên và các tuyến đường cảnh quan chính trong đô thị, khu vực trung tâm và xung quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc trong đô thị. Tiếp theo là thủ tục xin cấp sổ đỏ online. Theo quy định mới, từ ngày 20 tháng 5 năm 2023, căn cứ điều kiện cụ thể về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin, đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai đang quản lý, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, quy định tại Điều 60, Nghị định 43 năm 2014, sửa đổi tại Nghị định 10/2023, có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định. Việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tại địa điểm theo yêu cầu đối với trường hợp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận. Sau cùng là việc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương, kết luận số 14 năm 2021 của Bộ Chính trị và tình hình thực tế của địa phương, thực hiện ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân cấp huyện quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ, gia đình, cá nhân, xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ, gia đình, cá nhân, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ, gia đình, cá nhân. Và trên đây là tổng hợp những chính sách đất đai nổi bật có hiệu lực từ đầu năm 2023.